chuột á, đi theo con nhỏ này theo ổng, mình cũng để trong bụng trong lòng á, mình cũng rối lắm chú, mà thấy gì mình không có ấy được. Đi dài chuột bắt con bé này theo ổng. Theo con nhỏ là đi theo, mà con nhỏ này nó ổng không có cho đi, mà nó khóc nó lời theo. Rồi thấy vậy sao 19 10 giờ mà sao không thấy về, đứng trong ngồi mà không thấy về nữa. Rồi hồi cái thấy nóng quá, tính đi ra ngoài mà ra không được, thôi ở đây đi, đi gì mình còn chiếc xe chỗ này của ổng ở đây nữa nè. Rồi thôi đợi chút nữa con vô, thiệt hồi ổng vô rồi mới bằng chuột sáng mới đi ra ngoài, mới nói mấy bà đó nghe, mấy bà vợ giận quá dẫn con nhỏ này đi. Mình biết mấy người đó dụ, nói thôi vợ đi ra ngoài ta đi sắm đồ cho mày, bị viện tháng 30 đó, mình sắm đồ cho nhỏ này đi, mà nó gạt. Mà đằng này biết rồi, mình không có nói ra, phải mình nói ra mình biết khôn chút, mình không phải nói ra là ổng chạy trốn rồi. Quang Phạm xin kính chào quý cô chú anh chị nha. Thì Quang Phạm hôm nay cũng đến nhà bé Như Ý bị cha dượng hiếp dâm nha. Thì anh em mình đang đi ra ngoài cái bờ chuối nè, cái nơi mà cha dượng đã dụ bé Như Ý ra ngoài để ban đêm á, đi bắt chuột á, đi gặp gài cái chuột thì dẫn bé Như Ý theo để thực hiện cái hành vi tội lỗi của mình. Thì bé thường cha dượng đi là cha dượng sẽ đem theo là một cái giỏ sách. Giỏ sách thì nó sẽ có là một cái tấm đệm và một cái đồ vẽ nha quý cô chú anh chị, để chạy và làm chuyện bậy với bé Như Ý đó. Thì thường là khoảng 6-7 giờ tối là sẽ dẫn bé Như Ý đi ra ngoài vườn ngoài đó quý cô chú anh chị, để mà gài chuột bắt chuột á. Thì thường thì bé Như Ý sẽ kể là đi gài chuột xong rồi là chuẩn bị vô thì sẽ tìm cái chỗ nào đó mà sạch sẽ, như là cao ráo chút xíu thì sẽ chảy cái tấm đệm để làm với bé Như Ý. Thì đây mình sẽ đi ra ngoài cái chỗ mà của cái chú đó là làm đó nghe, để mình xem như thế nào, cái chỗ đó như thế nào cho quý cô chú anh chị cùng xem nha. Đây là ngoài vườn nào nghe quý cô chú anh chị, đường ra ngoài cái bờ chuối này nè, là cũng như là ở trong cái nhà này nè đó, là chiều tối là đi bắt chuột, lợi dụng cái tình huống để bắt chuột thôi. Nhưng mà cũng có đi bắt chuột thiệt, nhưng mà bắt chuột xong thì sẽ làm với bé Như Ý. Thì nghe bé Như Ý nói là mỗi lần là đi làm xong đi vô thì sẽ làm bé hai lần, như là mỗi một lần thực hiện là cũng như là hành vi sai trái là hai cái. Thì nghe bé kể như vậy đó. Đây đường ra ngoài, nghe ngoài đồng để cái vườn chuối nè nghe quý cô chú anh chị. Mình đang ra nè nghe quý cô chú anh chị, để mình sẽ quay lại và chia sẻ cho quý cô chú anh chị cùng xem cái nơi mà cái cha dượng đã thực hiện cái hành vi với bé. Thì ban đêm mà khuya mà nó đâu có đi bắt chuột vô thì đâu có ai đâu mà để đâu, thì người ta cũng suy nghĩ là cha con thôi. Nhưng mà đâu có ngờ là cái người cha này là suy nghĩ ác như vậy. Đây ngoài đang ra ngoài vườn nè nghe quý cô chú anh chị. Đây ở đây thì đồng ruộng rất là hẻo lánh nha. Thì ở đây cũng rất ít nhà. Nhà của bé Như Ý ở đây thì chỉ có một cái ở đây thôi. Còn nhiều toàn là ruộng dưới vườn không nè. Có mọi người không à. Không có đâu mà nhiều. Nên là không có
ban đêm ra đây thì thực hiện xong thì đâu có ấy đâu, đâu có mà ai mà biết được. Thấy không quý cô chú anh chị, đang có ngày đồng ruộng này xa này nè, thấy chưa, đường ra này rất là, cũng rất là xa nha. Đây nè, gần tới cái vườn chuối này nè quý cô chú anh chị, cũng nơi cao ráo nè, thì ổng đi bắt chuột, gà chuột ban đêm đó, dẫn bé theo để mà làm cái chuyện sai trái nha. Ồ, tới rồi nghe quý cô chú anh chị. Đây, đây cái vườn chuối nè, cái nơi là ổng sẽ làm ở bé đâu trong cái khúc đầu chỗ này nè. Đây nè, ổng vô là bên bển đó quý cô chú anh chị, thấy chưa. Đây, 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 vô đây nè, cái chỗ này nè, đây không có ai đây, đây cái chỗ này nè nghe quý cô chú anh chị, thấy chưa, chỗ này nè là cũng mấy ngày rồi nên cỏ nó đã mọc lại rồi nè, nè thấy không, chỗ này là ổng chạy cái đệm ở đây, chỗ này nè, thấy không quý cô chú anh chị, đó, ông cha dượng này là ông làm ở đây nè, tức là mỗi một lần là đi bắt chuột á, là đi về xong là cha dượng sẽ lại đây chạy một cái đệm chỗ này nè, đó, chỗ này là thấy cũng bằng phẳng nè quý cô chú anh chị, tại vì ở đây thì vườn chuối mà ở sau vườn, đi ở ngoài kia xong vô đó bắt ba cái chuột rồi xong rồi cái vô vườn này nè, đấy, đấy. Ở chỗ này nè đã làm cái hành vi sai trái với bé Như Ý, mà bé Như Ý thì mới có 12 tuổi thôi nên là bé đâu có biết gì đâu, thì dẫn bé theo thì làm bé thì biết thì hăm dọa bé thì nói là con mà mát mẹ thì cha sẽ giết mẹ và giết con luôn, nên bé rất là sợ, thì mỗi lần mà ưa quánh mẹ bé nên là bé cũng rất là sợ, đâu có dám là nói cái gì đâu, đâu dám la lên là sẽ bị cha mà giết mẹ và giết con luôn sao, nên là hăm dọa bé nên là bé rất là sợ nha. Đây nè, thấy không quý cô chú anh chị, chỗ này nè, chỗ này là đã người cha đã làm cái chuyện xấu với cha ghẻ đó, làm chuyện xấu với bé nha.